Đây là chị Nguyễn Thị Hồng Trinh sau khi tiêm chất làm đầy được một tuần. Theo chị Trinh chia sẻ, chị đã thực hiện tiêm chất làm đầy tại một cơ sở có tên là Bella nằm trên đường Khánh Hội quận 4 thành phố Hồ Chí Minh với mức phí là 13 triệu đồng cho một lần tiêm chất làm đầy vùng môi. Rảnh cười và thon gọn cằm, chỉ sau một thời gian ngắn chị Trinh bắt đầu gặp những triệu chứng như sưng nề, hoại tử, nhiễm trùng vết tiêm. Và ngay cả bản thân chị Trinh cũng không xác định được tiêm chất làm đầy vào cơ thể mình là loại chất nào. Khi mà đến spa có một viên ra để tư vấn, nhưng mà làm rất là nhanh gọn và chỉ hỏi em là em muốn là cái gì. Em nói là em muốn tiêm về cái rãnh mà môi với lại thon gọn cằm, rồi xong là ok là đi lần tiêm thôi chứ không có một cái tư vấn gì. Đổi lại, chị Trinh nhận lại một gương mặt bị lỗi và những lời tư vấn bảo hành trước khi tiêm của cơ sở thẩm mỹ Bella cũng trở nên vô vọng. Khi chị Trinh liên hệ với cơ sở Bella để được giải quyết tiền viện phí kèm hóa đơn bệnh viện, thì cơ sở này cho rằng số tiền trên là chưa hợp lý. Bên chị là chưa hỗ trợ tại vì là những cái giá mà bạn ấy đưa ra là không hợp lý, cho nên bên chị chưa có hỗ trợ, chứ phải là không hỗ trợ. Và bên chị đã đồng ý tự nguyện hỗ trợ bạn rất là nhiều rồi, nhưng mà bạn không chịu, bạn ấy đòi mức phí là theo ý của mình, nhưng bên chị cảm thấy không hợp lý và bên chị không làm. Không biết chất mình tiêm là loại chất làm đầy nào, tác dụng thật của chúng ra sao? Và trường hợp của chị Trinh không phải là duy nhất ở cơ sở này. Thì đến tiêm thì chị hỏi là mình muốn làm cái gì. Và bên chị hỏi bao nhiêu tiền. Rồi chứ bên đó không có hề hỏi mình là có bị dị ứng cái gì hay không, hay là có bị như thế nào hay không. Không có hỏi. Thì trong cái quá trình làm thì bên đó không cho mình biết là tiêm dạng filler nào. Lúc lên thì chị không thấy cái nhãn mác của tên filler, chị thấy hai ống tiêm thôi. Tại thành phố Hồ Chí Minh hiện nay có cả 100 phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ và những người được thực hiện thủ thuật tiêm chất làm đầy phải là bác sĩ được đào tạo chính quy. Tránh những rủi ro dễ gặp phải nhất trong thủ thuật này là tiêm vào những vùng có mạch máu, có thể dẫn đến tử vong. Cái người được phép tiêm filler cho khách hàng, cho bệnh nhân phải là bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ và có giấy phép hành nghề của Sở Y tế hoặc Bộ Y tế cấp. Hiện tại chúng ta ghi nhận trên thị trường rất nhiều người chỉ văn hóa lớp 8, lớp 9 hoặc là cấp 3 hoặc là một số trường hợp vậy đó. Họ học một vài ngày đó rồi họ tiêm. Tiêm filler là vấn đề một thủ thuật rất là nhạy cảm, rất là nhiều nguy cơ. Bởi vì chúng ta tiêm vào vùng có mạch máu nhiều, cho nên phải học rất kỹ và có nhiều kinh nghiệm thì tiêm filler rất ít biến chứng. Gần đây nhất là 30 Tết vừa rồi có một ca tử vong cũng do cái tiêm chất làm đầy. Vì lợi nhuận, nhiều cơ sở thẩm mỹ thiếu chuyên môn sẵn sàng sử dụng nhiều loại thuốc không đáng tin cậy. Một số phụ nữ còn chưa hiểu hết về sự nguy hiểm của các loại chất làm đầy. Điều đó đem lại hậu quả rất xấu cho việc làm đẹp.